Các em thân mến, vừa rồi thầy đã trao đổi với các em về vi phân của hàm nhiều biến. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục nội dung đó. Mời các em theo dõi trên màn hình. Nếu hàm u bằng s, x1, x2, vân vân, xn khả vi tại x. Khi đó ta có đạo hàm riêng của hàm u theo biến xy tại x tồn tại và bằng ai với mọi y chạy từ 1 đến n. Khi đó chúng ta suy ra được rằng vi phân hay là số gia toàn phần của hàm u là bằng vi phân của nó cộng với rho nhân epsilon rho, trong đó vi phân toàn phần của nó là u phẩy theo x1 nhân cho delta x1 cộng u phẩy theo x2 nhân cho delta x2 cộng vân vân cho đến u phẩy theo xn nhân ta delta xn cộng với rho nhân epsilon rho. Ở đây ta có lim của epsilon rho khi rho tiến về 0 là bằng 0. Khi f khả vi tại x, ta gọi vi phân toàn phần của hàm u tại x là du x bằng u phẩy theo x1 nhân cho delta x1 cộng với u phẩy theo x2 nhân cho delta x2 cộng vân vân cộng với u phẩy theo xn nhân delta xn. Biểu thức ở trên được gọi là vi phân toàn phần của hàm u bằng f x tại x, trong đó x gồm n tọa độ x1, x2 vân vân đến xn. Trong biểu thức tổng quát ở trên, khi thay u bằng xy thì ta có du bằng dxy, tức là bằng delta xy. Nên vi phân toàn phần của hàm u còn được viết là du bằng u phẩy theo x1 nhân cho dx1 cộng u phẩy theo x2 nhân cho dx2 cộng vân vân cộng u phẩy theo xn nhân cho dxn. Các em thân mến, để hiểu một cái trừu tượng và tổng quát, đôi khi chúng ta chỉ cần hiểu một cái cụ thể và đơn giản. Tương tự như vậy, để hiểu với mọi n, chúng ta chỉ cần hiểu một cách thấu đáo và rõ ràng với n bằng 1, n bằng 2 và n bằng 3. Cụ thể ở đây, khi n bằng 1, ta có u bằng fx thì du bằng f phải x dx. Và cái công thức này các em đã quen thuộc từ năm lớp 12. Tổng quát hơn một chút, khi n bằng 2 với u bằng fxy, ta có vi phân của u bằng f phẩy theo x nhân cho dx cộng f phẩy theo y nhân cho dy. Ở đây vai trò của x và y giống nhau, do đó nếu như các em chỉ cần nhớ là u bằng f phẩy theo x, ở đây chúng ta nhớ du bằng f phẩy x dx, thì tương tự như vậy chúng ta có f phẩy y dy. Tổng quát hơn một chút, khi n bằng 3 ta có du bằng f phẩy x dx cộng với f phẩy y nhân dy cộng f phẩy z nhân dz. Ở đây chúng ta hiểu ngầm là f phẩy x tại x y z và f phẩy theo y tại x y z và f phẩy theo z
tại x, y, z. Các em thân mến, học toán thật ra là học để hiểu những ví dụ. Khi các em hiểu được thấu đáo, rõ ràng và kỹ lưỡng những ví dụ, thì khi đọc lại những định nghĩa, định lý và hệ quả, các em có thể thấy rằng những định lý, những định nghĩa và hệ quả đó dễ hiểu hơn rất nhiều. Và các em sẽ tìm thấy nhiều điều thú vị sau khi đã hiểu kỹ những ví dụ. Mời các em theo dõi trên màn hình. Chúng ta xét ví dụ sau đây. Cho hàm số U bằng căn bậc 2 của x bình phương cộng y bình phương. Với hàm số này, chúng ta có vi phân toàn phần của U là bằng U phẩy theo x nhân với dx cộng U phẩy theo y nhân với dy. U phẩy theo x nghĩa là đạo hàm của hàm U theo biến x, thì chúng ta có bằng 2x chia cho 2 căn bậc 2 của x bình phương cộng y bình phương. Ở đây chúng ta đơn giản cho 2, còn lại là x chia cho căn bậc 2 của x bình phương cộng y bình phương. Tương tự như vậy, U phẩy theo y là bằng 2y chia cho 2 căn bậc 2 của x bình phương cộng y bình phương. Chúng ta đơn giản cho 2, còn lại y chia cho căn bậc 2 của x bình phương cộng y bình phương. Ở đây chúng ta lấy đạo hàm của căn V là bằng V phẩy chia 2 căn V, và chúng ta đơn giản cho số 2 tử và mẫu. Như vậy, vi phân toàn phần của hàm U là bằng x chia cho căn bậc 2 của x bình phương cộng y bình phương nhân với dx cộng y chia cho căn bậc 2 của x bình phương cộng y bình phương nhân với dy. Bây giờ chúng ta qua một ví dụ khác. Cho hàm U bằng 3x mũ 5 nhân y trừ cho 2y mũ 3 nhân z bình phương cộng với 6xyz. Hoàn toàn tương tự như ví dụ trên, chúng ta có vi phân toàn phần của hàm U là bằng U phẩy theo x nhân cho dx cộng U phẩy theo y nhân cho dy cộng U phẩy theo z nhân cho dz. U phẩy theo x nghĩa là lấy đạo hàm của hàm U theo biến x. Chúng ta có đạo hàm của 3x5 là bằng 15x mũ 4, và chúng ta giữ nguyên y. Đạo hàm của 2y3z bình phương theo biến x là bằng 0. Đạo hàm của 6xyz theo biến x là bằng 6yz. Tương tự như vậy, đạo hàm của hàm U theo biến y là chúng ta cố định x và z. Lấy đạo hàm của U theo y, chúng ta có 3x5y đạo hàm là 3x mũ 5, 2y mũ 3 z bình phương đạo hàm là 6y bình phương z bình phương, 6xyz đạo hàm theo biến y là 6x nhân z. Tương tự như vậy, đạo hàm của hàm U theo biến z là cố định x và y. Lấy đạo hàm theo z, chúng ta có đạo hàm của 3x mũ 5y theo biến z là bằng 0. Đạo hàm của 2y 3z bình phương đạo hàm ra là trừ 4y mũ 3 nhân z. Đạo hàm của 6xyz theo biến z là bằng 6 nhân x nhân y. Như vậy chúng ta có vi phân của hàm U là bằng 15x mũ 4y cộng 6yz nhân cho dx cộng với 3x mũ 5 trừ 6y bình phương z cộng với 6xz nhân với dy cộng với trừ 4 lần y mũ 3z cộng với 6xy nhân với dz. Ở đây là chúng ta thấy những cái trong ngoặc này chính là đạo hàm theo biến x của hàm U. Cái trong ngoặc dòng thứ hai này là đạo hàm của hàm U theo biến y. Cái trong ngoặc này là đạo hàm của hàm
u theo biến z. Định lý sau đây sẽ cho chúng ta biết điều kiện đủ để có một hàm n biến khả vi cho tập mở D chứa trong Rn. Nếu với mọi y chạy từ 1 đến n, các đạo hàm riêng của hàm u theo biến xy tồn tại và liên tục trên miền D chứa x, thì khi đó chúng ta có u khả vi tại x. Định lý này cho ta một điều kiện đủ để có một hàm khả vi là tất cả các đạo hàm riêng đều tồn tại và liên tục. Và chúng ta cũng chú ý rằng nếu như chúng ta thiếu một điều kiện, chẳng hạn như điều kiện liên tục, thì hàm u có thể không khả vi. Nghĩa là có khi tồn tại đen u trên đen xy tại x với mọi y chạy từ 1 đến n, nhưng hàm u không khả vi tại x. Để minh họa cho cái ghi chú phía trên, chúng ta xét ví dụ cụ thể sau đây. Ví dụ cho hàm fxy bằng căn bậc 3 của x mũ 3 cộng y mũ 3. Bài toán đặt ra là hãy chứng tỏ rằng hàm f không khả vi tại điểm 0, 0. Trước hết, ta có các đạo hàm riêng sau đây. Đạo hàm riêng của hàm f theo biến x tại 0, 0 là bằng lim của f0 cộng x phải 0 trừ f0, 0 chia cho h khi h tiến về 0 bằng 1. Tương tự như vậy, đạo hàm riêng của hàm f theo biến y tại 0, 0 cũng bằng 1. Cái này tức là bằng lim của f0 phải 0 cộng delta y chia cho delta y khi delta y tiến về 0. Bây giờ chúng ta giả sử rằng delta f của 0, 0 bằng 1 nhân với delta x cộng với 1 nhân delta y cộng với alpha. Khi đó ta có delta của f tại 0, 0 là bằng f của 0 cộng delta x phải 0 cộng delta y trừ f tại 0, 0 là bằng căn bậc 3 của delta x lũy thừa 3 cộng delta y lũy thừa 3. Như vậy, chuyển vế qua chúng ta có alpha bằng delta f tại 0, 0 trừ delta x trừ delta y là bằng căn bậc 3 của delta x mũ 3 cộng delta y mũ 3 trừ delta x trừ delta y. Ở đây chúng ta có delta f00 là bằng căn bậc 3 của delta x mũ 3 cộng cho delta y mũ 3. Chúng ta có lim của alpha chia cho căn bậc 2 của delta x bình phương cộng cho delta y bình phương. Ở đây chính là rho trong định nghĩa ở trên. Khi delta x và delta y đồng thời tiến về 0, ở đây đồng nghĩa với rho tiến về 0. Lim này sẽ bằng lim của delta x tiến về 0, delta y tiến về 0 của căn bậc 3 của delta x mũ 3 cộng delta y mũ 3 trừ delta x trừ delta y. Ở đây là chúng ta thay alpha bằng biểu thức trên tử số này. Và bây giờ chúng ta đặt nguyên cái phân thức này bằng hàm r theo delta x delta y.
Và chúng ta sẽ chứng minh rằng giới hạn này không tồn tại khi delta x và delta y đồng thời tiến về 0. Để chứng minh giới hạn này không tồn tại, tương tự như ở lớp 12, các em có thể tìm hai dãy UN và U phải N cùng tiến về 0, nhưng lim của RUN khác với lim của RU phải N. Ở đây UN được thay bằng XN và IN. Như vậy, chúng ta chọn dãy XN IN bằng 1 trên N phải 1 trên N. Dãy này tiến về 0, 0. Khi đó, chúng ta thay delta x bằng xn bằng 1 trên n và thay delta y bằng yn bằng 1 trên n. Rồi sau đó, chúng ta nhân tử và mẫu cho n. Chúng ta có được r của xn yn là bằng căn bậc 3 của 2 trừ 2 chia cho căn 2. Đây là một dãy hằng nên nó hội tụ về chính nó, tức là căn bậc 3 của 2 trừ 2 chia cho căn 2. Tương tự như vậy, chúng ta chọn dãy x phải n y phải n bằng 1 trên n phải 0. Dãy này cũng hội tụ về 0, 0. Tương tự như trên, thế delta x bằng 1 trên n và delta y bằng 0 vào biểu thức trên, chúng ta có r của x phải n y phải n bằng 0 và dãy này cũng hội tụ về 0. Từ đó chúng ta suy ra rằng lim của r tại x phải n y phải n bằng 0 khác với lim của r tại xn yn là bằng căn bậc 3 của 2 trừ 2 chia cho căn 2 khác 0. Từ điều này chúng ta kết luận rằng giới hạn của căn bậc 3 của delta x mũ 3 cộng delta y mũ 3 trừ delta x trừ delta y chia cho rho khi rho tiến về 0 không tồn tại. Do đó chúng ta kết luận rằng hàm F của chúng ta không khả vi tại 0, 0. Các em thân mến, trong ví dụ trên rất là khó hiểu, do đó ở đây không đòi hỏi các em hiểu cái ví dụ này, chỉ mong rằng các em hiểu được cái phương pháp tính, phương pháp chứng minh rằng giới hạn đó nó không tồn tại là được rồi. Các em không cần phải hiểu sâu sắc cái ví dụ này, bởi vì đây là một ví dụ rất khó đối với các em. Bây giờ chúng ta qua một nội dung mới là đạo hàm riêng cấp cao của hàm nhiều biến. Để thấy rằng đạo hàm riêng cấp cao cũng chính là đạo hàm riêng cấp 1 mà các em đã biết từ năm lớp 12, chúng ta hãy xét cái ví dụ mở đầu sau đây. Cho hàm F theo x, y, z bằng x bình phương. Cho hàm F x, y, z bằng x mũ 5 nhân y mũ 4 nhân z bình phương. Ta có đạo hàm riêng của hàm F theo biến x là bằng 5 x mũ 4 nhân y mũ 4 nhân z bình phương. Ở đây chúng ta cố định y mũ 4 và z bình phương
Chúng ta lấy đạo hàm của x mũ 5 là bằng 5y mũ 4. Chúng ta đặt hàm này là hàm r. Tương tự như vậy, đạo hàm của hàm f theo biến y là bằng 4x mũ 5 y mũ 3 z bình phương. Ở đây chúng ta đã cố định x mũ 5 và z bình phương. Chúng ta lấy đạo hàm của y mũ 4 là bằng 4y mũ 3. Tương tự như vậy, chúng ta đặt hàm này là hàm h. Hoàn toàn tương tự, lấy đạo hàm riêng của hàm f theo biến z, ta có bằng 2x mũ 5 y mũ 4 z. Ở đây chúng ta đã cố định x mũ 5 và y mũ 4. Chúng ta lấy đạo hàm của z bình phương là bằng 2x. Z bình phương là bằng 2z. Chúng ta đặt hàm này là bằng hàm phi. Bây giờ chúng ta lấy đạo hàm riêng của hàm r theo biến x, thì chúng ta sẽ bằng là 20 lần x mũ 3 y mũ 4 z2. Ở đây chúng ta đã cố định y mũ 4 và z mũ 2. Chúng ta lấy đạo hàm riêng của hàm x, tức là 5x mũ 4. Đạo hàm ra bằng là 20 lần x mũ 3. Một vấn đề đặt ra là chúng ta gọi hàm này là hàm gì? Chúng ta thấy rằng để có hàm này, chúng ta đã lấy đạo hàm riêng của hàm f theo biến nào? Theo biến x bao nhiêu lần? Và là 2 lần. Do đó chúng ta có thể gọi rằng đây là đạo hàm riêng cấp 2 của hàm f theo biến x 2 lần. Đạo hàm riêng cấp 2 của hàm f cũng chỉ là đạo hàm riêng cấp 1 của hàm r. Và bây giờ đạo hàm riêng cấp 2 cũng chỉ là một hàm số. Do đó chúng ta lại đặt đạo hàm riêng cấp 2 của hàm f theo biến x 2 lần này bằng f lớn. Tương tự như vậy, chúng ta lấy đạo hàm riêng cấp 1 của hàm r theo biến y là bằng đạo hàm riêng cấp 1 của hàm đen f trên đen x theo biến y là bằng 20 lần x mũ 4 y 3 z 2. Ở đây chúng ta cố định 5x mũ 4 z mũ 2 và chỉ lấy đạo hàm của y mũ 4 mà thôi. Tương tự như trên, hàm này được gọi là đạo hàm riêng cấp 2 của hàm f theo biến x 1 lần, theo biến y 1 lần. Đạo hàm riêng cấp 2 cũng chỉ là một hàm số nào đó, do đó chúng ta đặt nó là hàm r. Bây giờ chúng ta lại lấy đạo hàm riêng cấp 1 của hàm f lớn theo biến x. Nghĩa là chúng ta lấy đạo hàm riêng cấp 1 của hàm đen bình phương f trên đen x bình phương theo biến x. Chúng ta có bằng là 60 lần x bình phương y mũ 4 z mũ 2. Tới đây có nghĩa là chúng ta đã lấy đạo hàm riêng của hàm f 3 lần theo biến nào? 3 lần đó đều theo biến x. Do đó chúng ta ký hiệu là đen x mũ 3. Hoàn toàn tương tự như vậy, các em có thể lấy đạo hàm riêng của hàm f theo biến y. Nó sẽ bằng là 80 lần x mũ 3 y mũ 3 z bình phương. Hàm này chính là chúng ta đã lấy đạo hàm riêng của hàm f 3 lần. Và 3 lần đó là theo biến nào? Nhìn dưới mẫu số chúng ta thấy rằng theo biến x 2 lần và theo biến y 1 lần. Hoàn toàn tương tự, chúng ta chỉ cần lấy đạo hàm riêng cấp 1 của hàm r theo biến z. Chúng ta có bằng 40 lần x mũ 4 y mũ 3 z. Hàm này chính là chúng ta đã lấy đạo hàm riêng của hàm f 3 lần. Và 3 lần đó là theo các biến nào? Dưới mẫu số này trả lời cho các em rằng chúng ta đã lấy hàm riêng của hàm f
theo biến x một lần, theo biến y một lần và theo biến z một lần. Qua ví dụ mở đầu trên, các em có thể thấy rằng lấy đạo hàm riêng cấp 2 của hàm S là lấy đạo hàm riêng cấp 1 2 lần. Lấy đạo hàm riêng cấp 3 của hàm S nghĩa là lấy đạo hàm riêng cấp 1 của hàm F 3 lần. Tương tự như vậy, lấy đạo hàm riêng cấp 4 của hàm F nghĩa là lấy đạo hàm riêng cấp 1 của hàm F 4 lần. Và tương tự như vậy, lấy đạo hàm riêng cấp M của hàm F nghĩa là lấy đạo hàm riêng cấp 1 của hàm F M lần. Giống như các em đi lên một cầu thang có 50 bậc. Mỗi lần đi các em chỉ cần bước từng bậc một. Sau 50 lần các em sẽ được đến bậc thứ 50. Và bây giờ chúng ta quay về đạo hàm riêng cấp cao với một cái định nghĩa tổng quát. Cho x gồm n tọa độ thuộc về tập U, với U là một tập mở của Rn. Giả sử đạo hàm riêng cấp 1 của hàm U theo biến xy tồn tại, và đạo hàm riêng cấp 1 này cũng chỉ là một hàm số, và hàm số này lại có đạo hàm riêng theo biến xk tại x, thì đạo hàm riêng theo biến xk của đen U cho đen xy tại x được gọi là đạo hàm riêng cấp 2 của U theo biến xy và xk tại x. Điều này có nghĩa là chúng ta đã lấy đạo hàm riêng của hàm U 2 lần, một lần theo biến xy và một lần theo biến xk. Ta ký hiệu đạo hàm riêng cấp 2 của hàm U theo biến xy và xk tại x là đen bình phương U trên đen xy nhân đen xk tại x. Hoặc chúng ta có một ký hiệu tương đương là U 2 phẩy theo xy xk tại x. Nhìn vào đây, chúng ta đặt ra vấn đề rằng đen bình phương U nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta lấy đạo hàm riêng của hàm U bao nhiêu lần? 2 lần. Theo biến nào? Theo biến xy và theo biến xk. Tương tự như vậy, nhìn vào ký hiệu ở đây, chúng ta thấy rằng chúng ta đã làm gì với hàm U? Chúng ta đã lấy đạo hàm riêng của hàm U 2 lần. Theo biến nào? Một lần theo biến xy và một lần theo biến xk. Tại đâu? Tại x. Như vậy, các em thấy rằng đạo hàm riêng cấp 2, cấp 3, cấp 4 đi nữa cũng chỉ là đưa về lấy đạo hàm riêng cấp 1. Và lấy đạo hàm cấp 1 thì các em đã biết từ năm lớp 12. Các em thân mến, việc học là chúng ta đưa từ những điều mới lạ về những điều quen thuộc, những điều chưa biết về những điều đã biết. Như vậy thì đạo hàm riêng cấp 2 các em chưa biết, chúng ta lại đưa về đạo hàm riêng cấp 1 là các em đã biết. Đạo hàm riêng cấp 1 thì các em đã biết đạo hàm của hàm một biến từ năm lớp 12. Như vậy, mặc dù đây là một vấn đề xa lạ, nhưng thật ra đó cũng là một vấn đề quen thuộc mà các em đã từng biết, từng thuộc từ lớp 12. Trong đạo hàm riêng cấp 2, theo biến xy và xk, nếu xy và xk khác nhau, thì chúng ta gọi các đạo hàm riêng này là đạo hàm hỗn hợp. Nghĩa là vừa theo biến xy, vừa theo biến xk. Tương tự như trên, chúng ta có đạo hàm riêng cấp 3 của hàm U theo biến xy 2 lần, theo biến xk 1 lần. Là chúng ta lấy đạo hàm riêng của hàm đen bình phương U trên đen xy bình phương theo biến xk. Tương tự như vậy, nếu chúng ta muốn lấy đạo hàm riêng cấp 3 của hàm U theo biến xy 1 lần, theo biến xk 2 lần, là chúng ta đưa về lấy đạo hàm riêng cấp 1
của hàm đen bình phương u theo x y một lần, theo x k một lần. Và bây giờ chúng ta lấy theo x k thêm lần nữa. Tương tự như vậy, nếu chúng ta muốn lấy đại hàm riêng cấp 3 của hàm u theo biến x k 3 lần, nghĩa là chúng ta lấy đại hàm riêng cấp 1 của hàm đen bình phương u trên đen x k bình phương theo biến x k. Hoàn toàn tương tự như vậy, nếu chúng ta muốn lấy đại hàm riêng của hàm u theo biến x y một lần, theo biến x y một lần, theo biến x k một lần, nghĩa là chúng ta chỉ cần lấy đại hàm riêng cấp 1 của hàm đen bình phương u trên đen xy đen xy theo biến xk. Như vậy là chúng ta đã xong cái phần định nghĩa đại hàm riêng cấp cao của hàm n biến. Và định lý sau đây cho chúng ta thấy rằng chúng ta có thể lấy đại hàm riêng của x trước y sau, nó cũng sẽ bằng lấy đại hàm riêng của y trước x sau. Cho hàm u xác định trên tập mở D chứa trong Rn, nếu u có các đại hàm riêng cấp 2 theo biến x y trước xk sau, và đại hàm riêng của hàm u theo biến xk trước xy sau liên tục trên tập D chứa A bằng A1, A2, vân vân an, với một y k nào đó thuộc về tập hợp 1 2 vân vân n, thì chúng ta có đại hàm riêng cấp 2 của hàm u theo biến x y trước x k sau tại a cũng bằng đại hàm riêng cấp 2 của hàm u theo biến x k trước x y sau. Và bây giờ chúng ta xét những ví dụ sau đây để hiểu rằng đại hàm riêng cấp cao cũng rất đơn giản như đại hàm riêng cấp 1. Ví dụ, cho hàm số f x y z bằng x mũ 3 nhân y mũ 3 nhân z mũ 8 cộng với x bình phương nhân y bình phương cộng với y bình phương nhân z bình phương. Với hàm số này, ta có đại hàm riêng của hàm f theo biến x là bằng 3x bình phương nhân y mũ 5 nhân z mũ 8. Ở đây chúng ta lấy đại hàm của x mũ 3 theo biến x là bằng 3x bình phương. Z mũ 8 và y mũ 5 là được cố định. Tương tự như vậy, lấy đại hàm riêng y bình phương nhân z bình phương theo biến x là bằng 0. Lấy đại hàm riêng của x bình phương y bình phương theo biến x là bằng 2x y bình phương. Bây giờ, chúng ta lại lấy đại hàm riêng cấp 1 của hàm đen f trên đen x theo biến x, chính là đại hàm riêng cấp 2 của hàm f theo biến x 2 lần. Có nghĩa là chúng ta lấy đại hàm của hàm này theo biến x lần nữa. Chúng ta cố định y mũ 5, z mũ 8. Chúng ta có đại hàm của 3x bình phương là bằng 6x. Cố định y bình phương, lấy đại hàm của 2x là bằng 2. Tương tự như vậy, chúng ta lấy đại hàm riêng cấp 1 của hàm đen f trên đen y theo biến y, thì đây là đại hàm riêng cấp 2 của hàm f theo biến y 2 lần. Chúng ta cố định x và z trong biểu thức này và lấy đại hàm theo biến y chúng ta có bằng 20x mũ 3 y mũ 3 z mũ 8 cộng 2x bình phương cộng 2z bình phương. Tương tự như vậy, đại hàm riêng cấp 2 của hàm f theo biến x một lần theo biến y một lần nó cũng bằng đại hàm riêng cấp 2 của hàm f lấy theo biến y trước theo biến x sau. Bây giờ chúng ta lấy đại hàm riêng của hàm này theo biến x, chúng ta sẽ có kết quả là 15x bình phương y mũ 4 z mũ 8 cộng với 4 lần x y. Để hiểu sâu hơn về đại hàm riêng cấp cao, chúng ta xét thêm một ví dụ sau đây.
Ví dụ cho hàm f theo 3 biến x, y, z bằng x bình phương cộng y mũ 3 cộng z mũ 4 trừ x mũ 6 nhân y mũ 8 nhân z mũ 5. Ta có đại hàm riêng cấp 1 của hàm f theo biến x là bằng 2x trừ 6x mũ 5 y mũ 8 z mũ 5. Ở đây chúng ta đã cố định y và z, chỉ lấy đạo hàm riêng theo biến x. Tương tự như vậy, cố định x và z, lấy đạo hàm riêng theo biến y, ta có 3 y bình phương trừ 8 x mũ 6 y mũ 7 z mũ 5. Và bây giờ chúng ta lấy đạo hàm riêng của đen f trên đen x theo biến y, hoặc là lấy đạo hàm riêng của đen f trên đen y theo biến x. Chúng ta có đạo hàm riêng cấp 2 của hàm f theo biến x một lần, theo biến y một lần. Và do định lý trên, đạo hàm riêng cấp 2 của hàm f theo biến x trước, y sau, nó cũng bằng với đạo hàm riêng của cấp 2 của hàm f theo biến y trước, x sau. Và nó bằng là trừ 48 lần x mũ 5, y mũ 7, z mũ 5. Hoàn toàn tương tự như trên, chúng ta có đạo hàm riêng cấp 2 của hàm f theo biến x một lần theo biến z một lần cũng bằng với đạo hàm riêng cấp 2 của hàm f theo biến z một lần theo biến x một lần. Nghĩa là chúng ta lấy đen f trên đen x theo biến z, hoặc là lấy đen f trên đen z theo biến x, chúng ta có kết quả là trừ 30 lần x mũ 5 y mũ 8 z mũ 4. Các em có thể kiểm tra lại bằng cách là lấy đạo hàm riêng của hàm đen f trên đen x theo biến z và lấy đạo hàm riêng của hàm đen f trên đen z theo biến x. Chúng ta sẽ có kết quả này. Hoàn toàn tương tự như hai phần trên, chúng ta có đạo hàm riêng cấp 2 của hàm f theo biến y trước theo biến z sau cũng bằng đạo hàm riêng cấp 2 của hàm f theo biến z trước theo biến y sau. Lấy đạo hàm riêng của hàm đen f trên đen f, đen f trên đen y theo biến z, và lấy đạo hàm riêng cấp 1 của hàm đen f trên đen z theo biến y, chúng ta có kết quả là trừ 40 lần x mũ 6 z mũ 7 z mũ 4 y mũ 7. Các em thân mến, bây giờ chúng ta lại tiếp tục làm những công việc quen thuộc cũ. Tương tự như vậy, đạo hàm riêng cấp 2 của hàm f theo biến x 2 lần là bằng đạo hàm của 2x là bằng 2, đạo hàm của 6x mũ 5 là bằng trừ 30 x mũ 4, y mũ 8 z mũ 5 là cố định. Hoàn toàn tương tự như vậy, đạo hàm riêng cấp 2 của hàm f theo biến y 2 lần là chúng ta lấy đạo hàm riêng của hàm này theo biến y. Đạo hàm riêng của 3 y bình phương theo biến y là bằng 6 y. Đạo hàm riêng của 8 y mũ 7 theo biến y là bằng 56 lần y mũ 6. Chúng ta cố định x mũ 6 và z mũ 5. Chúng ta lại làm một điều quen thuộc cũ nữa. Bây giờ chúng ta có đạo hàm riêng cấp 2 của hàm f theo biến z 2 lần là bằng 12 z bình phương trừ 20 x mũ 6 y mũ 8 z mũ 3. Bây giờ chúng ta lấy đạo hàm riêng của hàm này theo biến z một lần nữa là bằng 24 z trừ cho 60 x mũ 6 y mũ 8 z bình phương. Ở đây chúng ta đã lấy đạo hàm riêng của hàm z của 20 lần z mũ 3 là bằng 60 lần z mũ 2. Tương tự như vậy, đạo hàm riêng cấp 3 của hàm f theo biến z 2 lần theo biến x 1 lần là bằng đạo hàm riêng cấp 1 của hàm đen bình phương f trên đen z bình phương
theo biến x là bằng trừ 120 x mũ 5 y mũ 8 z mũ 3. Ở đây chúng ta lại lấy hàm riêng cấp 1 của hàm nào, hàm trên này, theo biến nào, theo biến x. Và như vậy, ví dụ vừa rồi đã kết thúc bài học hôm nay của chúng ta. Thầy mong rằng các em hiểu sâu được những gì thầy vừa nói. Và thân mến chào các em. Hẹn gặp lại các em trong chương trình.